chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, đúng rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch 2024, năm con giáp phất lên cực giàu, trúng số độc đắc, trời bắt làm đại gia. Danh lợi đến rồi danh lại đi, ham chi một chút nhất hay nhì, đêm nằm thao thức tâm điên đảo, hơn thua tranh chấp nhọc công lao. Oán thù chi để khổ lòng nhau, nghiệp xưa nghiệp nữa phải mang vào, kiếp này kiếp khác luân hồi mãi, nợ nần gian díu khổ làm sao. Kính thưa quý vị thân mến, trong cuộc đời này ai ai cũng đều phải chạy theo sự hối hả, xô bồ của cuộc sống, cầu tài và danh vọng luôn là đích đến của rất nhiều người. Tại sao ta không muốn bình yên thầm lặng với đời, hay ta lo sợ rằng cuộc sống này sẽ dùi dập ta nếu ta không có gì cả? Tôi thật tiếc khi phải nói với bạn một điều rằng đó là sự thật. Sự thật là nếu như bạn không cố gắng, nỗ lực từng giây từng phút một, thì bạn chỉ có thể bị tụt lùi ở phía sau, bị cả cuộc sống hiện đại và xô bồ này dùi dập không thương tiếc, người đẩy kẻ xô, thương thay cho số phận mình. Vậy tại sao cuộc đời lại lắm những nỗi bất công đến như vậy, khi mà người thì giàu sang quyền quý, ai ai cũng phải nghiêng mình kính nể, nhưng lại có người thì chật vật nghèo khó, xoay sở đủ đường mà mãi không khá lên được. Tất cả những điều ấy đều là vì một từ cơ may. Mới đây khi kiến giải tử vi 12 con giáp may mắn nhất, đã bất ngờ xuất hiện 5 con giáp có số may cực đỏ, đổi vận phát tài cực giàu có. Đúng rằm tháng 8 âm lịch này, bản mệnh sẽ có một cuộc sống dư giả phú quý, trả hết sạch nợ nần ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Vậy đó là những con giáp nào và cơ may đúng rằm tháng 8 âm này sẽ ra sao? Ngay sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết của Minh Đường Tử Vi. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Tiên tri tiết lộ, đúng rằm tháng 8 âm, 5 con giáp phất lên cực giàu, trúng số độc đắc, trời bắt làm đại gia. Vị trí đầu tiên, xin chúc mừng con giáp tuổi Dần. Tham vọng kết hợp với trái tim yêu thương mạnh mẽ mang lại tính cách tuổi Dần có nét đặc trưng là ấm áp, dịu dàng, nhưng có một chút nhút nhát và vụng về. Họ là những người kiêu ngạo và không thích theo đuổi những xu hướng thịnh hành trong xã hội. Họ chỉ thích hành động theo nhịp độ của riêng mình. Vì vậy, họ vẫn thường bị ngăn trở, bối rối bởi hai lối sống này. Sự nghiệp của họ trải qua không ít khó khăn, trở ngại, nhưng họ vẫn luôn giữ nụ cười rạng rỡ trên môi, là người luôn lạc quan, nên bất kể có bao cay đắng và mệt mỏi, họ vẫn chấp nhận thử thách. Với những tin đồn của những người xung quanh do hiểu nhầm mà gây điều tiếng, họ chứng minh bằng những hành động thiết thực để cho thấy những đánh giá của những người này là sai. Họ là những biểu tượng của sức mạnh và sự minh bạch. Ngoài ra, tuổi Dần thích những món đồ đắt tiền, chất lượng. Trên thực tế họ thường mất kiểm soát trong vấn đề chi tiêu nên thường xuyên lãng phí tiền bạc. Là người không thích theo những phương pháp truyền thống hay theo xu hướng xã hội, người tuổi Dần thích sự tự do và họ rất hợp những công việc đáp ứng được điều này. Tuy cao ngạo, nhưng họ vẫn biết lắng nghe những điều mới lạ. Nếu cảm thấy phương pháp làm việc của người khác hiệu quả hơn mình, họ sẽ tự điều chỉnh để thích ứng với phương pháp mới đó. Người tuổi Dần thường không phục tùng theo người khác, nhưng sẽ góp phần làm mờ đi quan điểm này của họ. Mặc dù vậy, họ vẫn luôn thích được hành động một cách tự do và đón nhận những thử thách mới. Với bản tính khá mạnh mẽ, họ không sợ sự cạnh tranh, dám đương đầu với những thử thách mới. Nhìn chung, họ luôn tìm được cách giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả nhất, dù gặp phải khó khăn gì. Họ coi trọng hiện tại, nhưng đôi khi cũng cảm thấy lo lắng cho tương lai. Họ cho rằng hiện tại là quan trọng nhất, nhưng đôi khi cũng cảm thấy lo lắng cho tương lai của mình. Nếu là người chủ, họ sẽ trở thành những người luôn công bằng và đầy nhiệt huyết với công việc. Họ cũng sẽ tin dùng người thư ký trong một thời gian tương đối dài. Tuy nhiên, nếu chỉ là nhân viên bình thường thì họ cũng sẽ thể hiện mình rất tốt. Họ không có ý đồ xấu. Chỉ cần thỏa mãn với công việc là họ cũng đã cảm thấy mãn nguyện, thoải mái và yên tâm làm việc. Người tuổi Dần khá nhạy cảm. Với tính cách tuổi Dần có một chút gì đó quý tộc, cao sang, họ cần có tình yêu và sự tôn trọng của rất nhiều người. Bên cạnh đó, họ cũng là người rất rộng rãi, hào phóng khi đối đáp lại lòng tốt của ai đó. Tuy ghét sự gò bó nhưng lại thích kết hôn, xem ra mọi việc có vẻ khá mâu thuẫn nhưng họ vẫn thích được tự do trong khuôn khổ chứ không phải để bản thân mất kiểm soát. Vì họ biết như thế chính mình dễ bị lạc lối. Trong khi lựa chọn người yêu, đàn ông tuổi Dần thường chú trọng đến nội tâm của đối tượng nhiều hơn là vẻ đẹp bên ngoài. Họ cũng rất tin tưởng vào trực quan cũng như sự lựa chọn của mình. Khi đã yêu một ai, họ sẽ cố gắng bảo vệ ý kiến của mình là đúng, cho dù bạn bè, người thân có ngăn trở như thế nào.
Phụ nữ tuổi Dần là những người vô cùng chung thủy trong tình yêu. Họ không bao giờ coi tình yêu như một trò chơi và thật sự là những người rất xứng đáng có được một tình yêu đẹp. Tuy nhiên, họ lại khá kỹ tính khi lựa chọn người yêu, khiến cho những người xung quanh đôi khi cũng cảm thấy bối rối. Họ thuộc trong danh sách những cô nàng càng lớn tuổi càng hấp dẫn, vì thế, không ít đối tượng dễ dàng bị họ thu phục. Vận may của mỗi người tùy thuộc vào từng thời điểm, giai đoạn cụ thể. Trong số 12 con giáp, có những người từ đầu năm đến giờ vẫn luôn được thần tài chiếu cố, thần may mắn đồng hành nên mọi sự êm đẹp, hanh thông. Nhưng tuổi Dần, người phải đi qua rằm tháng 8 âm vận may mới gõ cửa. Đặc biệt càng về cuối năm, những con giáp này lại càng có khả năng bứt phá, giàu có viên mãn, rất đáng ghen tị. Tử vi đúng rằm tháng 8 âm của 12 con giáp dự báo, người tuổi Dần có khoảng thời gian khá thuận lợi nhờ được các tinh chiếu mệnh, có nhiều thành công trong sự nghiệp và được quý nhân nâng đỡ rất nhiều, dù khó khăn tìm tới bạn không ít. Công việc nhìn chung đều thuận lợi và giúp bạn củng cố uy tín cũng như thực lực của mình. Người có tâm thì ắt sẽ có tầm. Bên cạnh đó, bạn cũng nhận được những tin tức có lợi cho mình trong sự nghiệp, nên tận dụng những mối quan hệ làm ăn để giúp bản thân thực hiện kế hoạch lớn. Không chỉ sự nghiệp, tài chính của những chú hổ cũng đang trên đà khởi sắc. Tuy nhiên, điều đó cũng đòi hỏi bạn phải thận trọng và tỉnh táo, hạn chế cho người khác vay tiền và cũng không nên đầu tư lớn. Chỉ có điều, nếu con giáp này chăm chỉ làm phước thì may mắn đến cực kỳ nhanh. Nhìn chung càng về cuối năm, con giáp này càng làm ăn phát đạt, các khó khăn sẽ lùi lại phía sau để nhường chỗ cho cơ hội. Tuổi Dần chỉ cần bình tĩnh để nắm bắt là có thể đạt được thành tựu lớn, không phải ai cũng làm được. Sau đây là vận trình chi tiết của những tuổi Dần may mắn nhất và cẩm nang dượng vận đúng rằm tháng 8 âm. 1. Tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Người tuổi Giáp Dần đúng rằm tháng 8 âm này tâm trạng vui vẻ, vận thế mọi mặt đều rất tốt, về công việc hay học tập, bạn đều có thể nỗ lực hết mình, không cần tạo áp lực quá lớn cho bản thân vẫn có thể gặt hái quả ngọt. Những bạn muốn nhảy việc, thăng chức, xin việc, thi công chức hay xuất ngoại thời gian này đều cực đẹp và thuận lợi như ý, gặp xui cũng sớm được hóa giải kịp thời. Các bạn đang làm ăn kinh doanh hoặc tự lực cánh sinh lập nghiệp mảng trồng trọt, chăn nuôi hoặc mở nhà hàng, nên chăm chỉ đi lễ đền chùa xin lộc và làm ăn bằng cái tâm của mình thì chẳng ai có thể ngăn cản bạn bước đến thành công. Tuổi này càng chịu thương chịu khó thì trời càng hay cho lộc làm ăn, cứ tu tâm dưỡng tính, dồn sức cho công việc, tháng này nhất định sẽ có những bất ngờ lớn tìm đến đương sự. Thiên tài che chở, con đường tài lộc của người tuổi Giáp Dần cực kỳ hanh thông. Bạn phát huy được thế mạnh của mình nên nhanh chóng vượt lên trên đối thủ, kiếm tiền về đầy túi. Một số người còn có cơ hội phát tài bất ngờ sau rằm tháng 8 nhờ hoạt động đầu tư hoặc tham gia rút thăm trúng thưởng. Hãy có cách sử dụng khoản tiền này thông minh để lãi mẹ đẻ lãi con, đem lại nguồn lợi ổn định trong tương lai. Mộc khắc thổ, tiếc rằng chuyện tình cảm của con giáp này lại là một nỗi trầm buồn. Hai bạn rơi vào cảnh chiến tranh lạnh nên chẳng ai chịu trò chuyện với ai. Nếu cứ tiếp tục thế này, kẻ thứ ba có thể nhân cơ hội chen chân đấy Giáp Dần nhé. Quý nhân, Thìn, Ngọ. Tiểu nhân, Thân, Hợi. Màu sắc may mắn, xanh nước biển, xanh rêu. Con số khai vận 99, 02, 15. 2. Tuổi Bính Dần sinh năm 1986. Tử vi tuổi Bính Dần âm lịch cho thấy vận may tài vận đúng rằm tháng 8 âm rất tốt. Bạn có thể kiếm được nhiều tiền trong đầu tư và quản lý tài chính, đồng thời có thể tiếp tục được thăng chức và tăng lương ở nơi làm việc. Bên cạnh đó, thực thần đem đến sự hào sảng và vui vẻ, nên đúng rằm tháng 8 âm, tuổi Bính Dần được mời đi ăn khá nhiều lần và cũng nhận được nhiều lộc ăn uống, quà cáp từ người khác đem cho. Các bạn làm tự do tính tình sởi lởi, hào phóng nên được nhiều khách hàng mới ủng hộ. Hợp tác làm ăn cũng dễ dàng nên tiền bạc đổ về túi khá nhanh hơn dự kiến. Ngoài ra, thời gian này tuy thuận lợi dễ kiếm tiền, nhưng bản mệnh cũng nên cẩn trọng vì dễ phát sinh một số tranh chấp, nhất là trong công việc, nên cẩn thận khi ký kết hợp đồng hoặc hùn vốn làm ăn chung. Tam hợp nâng đỡ, người tuổi Bính Dần sẽ có những ngày làm việc khá bận rộn, tuy nhiên cũng nhờ thế mà bạn học thêm được nhiều kiến thức cũng như kinh nghiệm hữu ích, có thể áp dụng cho công việc. Phương diện tình cảm cũng đem tới nhiều tin vui cho bản mệnh. Người độc thân đã dám đối diện với trái tim mình và nhận ra người mình yêu mến là ai. Bạn cũng chủ động hơn trong việc kéo gần khoảng cách với đối phương. Quý nhân, Thân, Tuất.
tiểu nhân, tỵ, dậu. Màu sắc may mắn, đen, xanh da trời. Con số may mắn, 29, 83, 41. 3. Tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Tử vi tuổi Nhâm Dần cho biết, đúng rằm tháng 8 âm chính là thời điểm mở ra nhiều cơ hội và may mắn cho con giáp này. Nếu hiện tại quá mệt mỏi, cô bác nên cố gắng lên, chớ vội nản lòng vì con đường sáng lạng đang dần mở ra với cô bác. Nhờ tác động tích cực của tam hội nên tuổi này khá may mắn trên nhiều phương diện, có nhiều quý nhân dây quanh trợ giúp hết lòng. Dần là con giáp khéo cư xử, sẽ có mối quan hệ tốt với người khác. Uy tín của cô bác trong xã hội rất cao, được mọi người nhất trí công nhận nên có thể giữ một số chức vụ quan trọng và thăng tiến cực kỳ thuận lợi đúng rằm tháng 8 âm năm nay. Nhâm Dần nên ra ngoài thường xuyên và chăm chỉ giao lưu trong tháng này, vì điều đó có thể làm tăng vận may cá nhân và mang lại những khoản tiền bất ngờ vào tài khoản của cô bác. Gặp họa sẽ có quý nhân giúp đỡ kịp thời. Tác động tiêu cực của sao bệnh nhắc nhở Nhâm Dần cẩn thận trong vấn đề sức khỏe. Tâm trạng không tốt thì nên nghỉ ngơi, chớ tham công tiếc việc. Người có bệnh nên đi khám sớm, không được chủ quan kẻo sau này hối hận. Quý nhân, thân, tuất. Tiểu nhân, tỵ, dậu. Màu sắc may mắn, đen, xanh da trời. Con số may mắn, 67, 49, 03. Vị trí số 2, xin chúc mừng con giáp tuổi Tỵ. Những người tuổi Tỵ thường trông rất chỉnh chu, thanh lịch, bắt mắt, nhưng tất cả chỉ là vẻ ngoài của họ, bên trong những con người này là những suy nghĩ triết lý. Chính tính cách tuổi Tỵ nên họ chỉ có thể tâm sự được với những người thấu hiểu mình. Họ có một cảm giác sâu sắc nhạy cảm với tất cả mọi thứ. Trực giác mang lại cho người tuổi Tỵ những cảm giác khá rõ ràng. Họ có một khả năng mạnh mẽ để dự đoán như một phù thủy vậy. Nhưng ngay cả như vậy cũng không đảm bảo cho những người này thành công đặc biệt, vì dường như sự hiện diện của họ không phù hợp với thế giới này vậy. Mặt tích cực của người tuổi Tỵ là họ không muốn nổi bật với khả năng này của mình, vì nó sẽ dễ gây rối loạn và xa cách với những người xung quanh. Vì vậy, họ sẽ không bao giờ muốn gây ra nhiều rắc rối cho cuộc sống của người khác, thích bảo vệ hạnh phúc gia đình mình. Vì không thể hiện được khả năng của bản thân, dù không muốn nhưng họ cũng phải thích nghi bằng việc tự chăm sóc mình. Vì vậy, họ dễ trở nên cô độc, vì dù ở giữa đám đông cũng không cảm thấy thực sự vui vẻ. Người tuổi Tỵ có thể làm được rất nhiều việc, tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất mà họ cần giải quyết trước khi quyết định làm một việc gì đó là họ không hề muốn rời xa gia đình của mình. Nếu được giáo dục tốt, họ sẽ tự nguyện đi kiếm tiền từ khi còn rất trẻ. Nhưng nếu ngược lại thì rất có thể họ sẽ ăn bám bố mẹ cho đến tận năm 30 tuổi. Họ cũng có khả năng giao tiếp khá tốt, đủ kiên nhẫn và sức khỏe để làm được những công việc tương đối nặng nhọc. Nếu là người chủ, họ sẽ có tầm ảnh hưởng lớn, nhưng thường không được nhiều nhân viên dưới quyền yêu mến. Họ quá nhân từ, cho nhân viên của mình rất nhiều thứ và đôi khi khiến nhân viên này sinh tâm lý muốn lợi dụng, rồi lại quay sang trách họ không đủ nghiêm khắc. Điều này rất có thể sẽ làm tổn hại đến tầm ảnh hưởng của họ trong công việc. Nếu là nhân viên, chỉ cần ông chủ tạo cho họ cảm giác an toàn, mọi người đều yêu mến họ và làm xong việc là được về nhà, thì họ sẽ luôn cố gắng hoàn thành thật tốt mọi nhiệm vụ được giao. Họ cũng rất thích hợp với những công việc đòi hỏi tính độc lập cao. Người tuổi Tỵ thường cho rằng tình yêu chân chính thì không có giới hạn. Họ cũng là những người tương đối bảo thủ. Nếu đã lựa chọn một người nào đó thì họ sẽ không bao giờ thay đổi. Họ thích được ở nhà và cũng thích mời bạn bè đến nhà chơi. Tuy nhiên, họ lại không thích sự náo nhiệt và cũng sẽ không chạy theo trào lưu. Họ sẽ không tham gia vào bất cứ hoạt động vui chơi giải trí nào nếu cảm thấy không có hứng thú. Đôi khi, họ có thể bị người bạn đời phản bội và điều này khiến họ vô cùng đau khổ. Trong tình yêu, họ không biết cách hành động nên nhiều lúc đã để lỡ những thời cơ, mối tình tốt đẹp. Đàn ông tuổi Tỵ là những người rất nhạy cảm và cũng biết tiết chế bản thân. Rất có thể họ sẽ chỉ có một lần duy nhất cảm thấy ấn tượng trước một người khác giới nào đó. Họ cũng thường tỏ ra cẩn trọng, ngay cả với người yêu của họ. Phụ nữ tuổi Tỵ là những người có lòng tự tôn rất mạnh. Cho dù yêu một người nào đó thì họ cũng không bao giờ thể hiện tình yêu của mình. Họ rất sợ sẽ bị mất thể diện nếu như bị đối phương cự tuyệt tình cảm. Trong 12 con giáp, những người tuổi Tỵ luôn có được sự mềm mỏng và khéo léo khó ai sánh bằng. Và chính sức mạnh mềm này sẽ giúp bản mệnh đi qua những sóng gió của cuộc đời một cách suôn sẻ, thuận lợi, thu về những thành tựu rực rỡ. Trong hơn nửa năm đầu,
người tuổi Tỵ bị thử thách khá nhiều nên con giáp này vẫn còn khá lao đao. Thế nhưng, nửa sau của năm sẽ là lúc họ có những bứt phá bất ngờ, khiến người khác phải ngạc nhiên. Từ rằm tháng 8 âm đến rằm tháng 10 âm là giai đoạn nước rút may mắn nhất còn lại trong năm của tuổi Tỵ. Nếu biết nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi nguồn lực sẵn có, bản mệnh sẽ tự tạo dựng cho mình một bước đột phá ngoạn mục trong công việc cũng như sự nghiệp kiếm tiền. Chuyện giàu có chỉ là vấn đề thời gian. Với sự chăm chỉ, thu dán cùng bản lĩnh mạnh mẽ, kiên cường, trong năm nay, nhiều người tuổi Tỵ sẽ làm nên chuyện lớn. Chỉ cần bản mệnh cố gắng, nỗ lực hết sức mình thì thành công luôn là điều nằm trong tầm tay. Sau đây là vận trình chi tiết của những tuổi Tỵ may mắn nhất và cẩm nang dượng dần đúng rằm tháng 8 âm. 1. Tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Con đường sự nghiệp của người tuổi Ất Tỵ có dấu hiệu thăng tiến rõ rệt nhờ có sự nâng đỡ của nguyệt lệnh lâm quang. Bản mệnh có thể gặt hái được những thành quả xứng đáng, cốt là bạn sẵn sàng bỏ công, bỏ sức ra làm việc, không ngại đứng trước thử thách, khó khăn. Với người làm công ăn lương, sau rằm tháng 8 này là khoảng thời gian cô bác luôn cần mẫn làm việc, bất kể là trong những lúc mọi người xung quanh đều muốn nghỉ ngơi. Sự nhiệt tình trong công việc giúp Ất Tỵ nhận được sự đánh giá cao của người làm lãnh đạo và đồng nghiệp xung quanh. Khi được giao cho những nhiệm vụ quan trọng, tính chủ hãy tự tin hơn nữa vào năng lực của mình và sẵn sàng nắm bắt thời cơ. Ất Tỵ cũng có những điểm mạnh mà người khác không có được, chỉ cần phát huy đúng lúc thì ắt sẽ bước được những bước tiến dài. Các tinh thiên du chiếu mệnh cũng giúp cho những người theo con đường học tập, nghiên cứu hoặc con đường quan hệ xã hội đạt được những bước tiến nhất định. Sự thông minh, hiếu học khiến mệnh chủ nhanh chóng tiếp thu được kiến thức một cách nhanh chóng, đồng thời có cách áp dụng phù hợp vào tình hình thực tế. Tuy nhiên, con giáp này cũng cần chú ý đến những tác động tiêu cực do hung tinh thiên hình mang lại. Bản mệnh chớ nên kiêu căng, tự mãn với những thành công mà mình vừa gặt hái được. Xung quanh cô bác vẫn còn rất nhiều những người tài giỏi. Nếu bạn quá dễ hài lòng với bản thân thì sẽ tạo cơ hội cho người khác vượt qua mình. Đồng thời, Ất Tỵ cũng sẽ trở nên chủ quan, lơ là, dễ hành sự bất cẩn hoặc khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt. Thiên tài ban phúc người tuổi Ất Tỵ có cơ hội phát tài bất ngờ trong ngày hôm nay. Nhờ những trò chơi rút thăm, trúng số, hãy có cách chi tiêu hoặc đầu tư khoản tiền này cho có ý nghĩa. Những mối đầu tư trước đó của bản mệnh cũng bất ngờ đem về lợi nhuận trong ngày hôm nay. Nhờ vậy, Ất Tỵ không cần cố gắng quá sức mà vẫn có thể kiếm tiền về đầy túi. Cô bác có thể tự thưởng cho bản thân một món quà nào đó. Tuy nhiên, kim khí dượng là dấu hiệu cho thấy bản mệnh cần quan tâm hơn đến sức khỏe, đặc biệt là các bệnh liên quan đến xương cốt. Đặc biệt ở độ tuổi này, bản mệnh cũng không nên lao động hoặc tập thể dục thể thao quá sức. Quý nhân, Ngọ, Ợi. Tiểu nhân, Dậu, Thìn. Màu sắc may mắn, tím, hồng. Con số khai vận, 83, 62, 11. 2. Tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Nếu người tuổi Đinh Tỵ chăm chỉ làm ăn sau tháng 8 âm lịch này thì nguyệt lệnh lâm quang sẽ đem lại cho bạn một kết quả xứng đáng. Dù làm ở lĩnh vực nào đi chăng nữa, bạn cũng sẽ gặt hái được thành tích khiến nhiều người ngưỡng mộ. Người làm công ăn lương tích cực nhận nhiệm vụ, không ngại khó khăn, gian khổ, sẽ được trao cho cơ hội thực hiện những công việc quan trọng. Đây chính là thời điểm thích hợp để bạn khẳng định bản thân, chạm tay đến cơ hội thăng chức, tăng lương hoặc ít ra cũng là thưởng nóng. Người làm nghề tự do luôn giữ được thái độ tích cực, không ngại khó, không ngại khổ, nên có thể tiếp xúc với các mối khách hàng hoặc đối tác triển vọng. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thấy rằng, có thể quá trình hợp tác không chỉ gặp những điều may mắn, song thách thức xuất hiện cũng là lúc giúp bạn khẳng định được năng lực của mình. Người làm đầu tư, kinh doanh có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ mở ra hướng đi mới hoặc thực hiện tốt những kế hoạch đã đặt ra từ trước đó. Tuy nhiên trong quá trình làm giàu, bản mệnh nên làm ăn chân chính dựa trên chính năng lực của mình. Chớ nghĩ đến việc hãm hại người khác mà sao xấu thiên hình sẽ khiến bạn rơi vào dòng tù tội, nhẹ thì cũng ảnh hưởng danh tiếng, đánh mất quan hệ. Trên phương diện chi tiêu, do phải chịu ảnh hưởng của tiểu hao, nên bản mệnh chi tiêu tốn kém, nhiều khi rút hầu bao mà không để ý mình đang có bao nhiêu tiền. Nếu không thường xuyên nhắc nhở bản thân phải tiết kiệm, thì bạn dễ rơi vào tình trạng tiêu hết sạch những gì mình vừa kiếm được, khiến tình hình tài chính dậm chân tại chỗ. Tử vi của 12 con giáp thấy rằng, do có nhị hợp phù trợ, người tuổi Đinh Tỵ dễ có cơ hội gặp gỡ và tiếp xúc với quý nhân.
đối phương có thể giới thiệu cho bạn những cơ hội quý giá hoặc truyền bá cho bạn những kiến thức hữu ích. Dù mới bước chân vào một lĩnh vực mới nào đó, bạn cũng đừng ngại nên lên những quan điểm của mình. Có thể cách tiếp cận vấn đề mới mẻ của bạn sẽ giúp tập thể tìm ra hướng đi mới, khắc phục nhiều vấn đề tồn đọng. Tiếc rằng quả khắc kim cho thấy bạn quá kiêu ngạo, nên thường tìm cách áp đặt người ấy. Cách làm của bạn có thể khiến người ấy cảm thấy đau khổ vì cảm giác không được tôn trọng. Hãy thay đổi cách hành xử của mình nhé. Quý nhân, Mão, Sửu. Tiểu nhân, Thân, Mùi. Màu sắc may mắn, đỏ, trắng. Con số khai vận 55, 37, 42. 3. Tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Đối với người tuổi Kỷ Tỵ, đúng rằm tháng 8 âm lịch này là một khoảng thời gian khá may mắn, đặc biệt là trên con đường sự nghiệp. Bạn chỉ cần cố gắng hết sức, phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu là sẽ thu được thành quả như mong muốn, khiến mọi người xung quanh đều ngưỡng mộ. Nhờ có nguyệt lệnh lâm quan che chở, bản mệnh được tiếp giúp với nhiều cơ may hơn hẳn bình thường, lại thêm bản tính cần cù, chăm chỉ, chẳng ngại khó. Bạn ắt sẽ ghi được dấu ấn tốt đẹp trong lòng lãnh đạo, thậm chí người vừa mới tiếp xúc với môi trường làm việc mới cũng sẽ được đánh giá cao. Tuy nhiên, bên cạnh việc hăng hái, nhiệt tình, tự chủ trong công việc, thì bạn cũng cần ý thức được bản tính cao ngạo, thích hành xử theo ý muốn của mình. Mặt tính cách đó có thể khiến người khác xa lánh, không muốn hợp tác với bạn hoặc khiến bạn đắc tội với kẻ xấu lúc nào không hay. Xem tử vi tuổi Kỷ Tỵ, tình hình tài chính có dấu hiệu cải thiện nhất định dưới sự trợ giúp của các tinh. Bạn có thể tìm được một vài mối đầu tư triển vọng. Tuy nhiên, trước khi đổ tiền vào bất cứ việc gì, bạn cần phải lên kế hoạch chi tiết, rõ ràng, chớ nên hành động nông nổi theo cảm tính, bởi bạn sẽ chưa thể lường trước hết những khó khăn mình sẽ phải đối mặt đâu. Chuyện tình cảm cũng phủ màu ảm đạm trong thời gian này. Có lẽ người độc thân vẫn chưa thực sự quan tâm đến việc tìm một người cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với mình. Bản tính độc lập khiến bạn vẫn còn muốn được tự do, không muốn phải gánh vác trách nhiệm gia đình. Quý nhân, Tuất, Thìn. Tiểu nhân, Hợi, Dần. Màu sắc may mắn, cam, đen. Con số khai vận 98, 89,00. Vị trí số 3. Xin chúc mừng con giáp tuổi Mão. Những người tuổi Mão hội tụ tính cách của một người thành công. Họ bẩm sinh đã thông minh, tràn đầy năng lượng và giỏi trong việc bắt kịp xu hướng. Bên cạnh đó, sự pha trộn tính cách và sự cẩn trọng trong suy nghĩ tạo nên con người tuổi Mão đầy tham vọng trong việc theo đuổi thành công và giàu có. Họ bước từng bước chậm tới thành công, không bao giờ vội vàng đưa ra quyết định một cách nhanh chóng, không liều lĩnh làm việc gì mà không có kế hoạch hay đánh giá sơ bộ về môi trường xung quanh trước khi tiến hành. Bởi vì họ rất rè chừng trước các rủi ro, nên có thể cảm nhận được nguy cơ xảy đến trước khi nó thực sự xuất hiện. Đối với họ, điều hạnh phúc nhất là được qua quần tận hưởng khoảnh khắc ấm cúng bên bạn bè để ăn uống, bàn luận chuyện người, chuyện đời. Tuổi Mão không thích đối mặt với thực tế nhàm chán. Tuy nhiên, đôi khi họ lâm vào tâm trạng hoảng loạn vì họ không dễ thích nghi với thực tế. Nếu gặp việc gì đó thay đổi đột ngột, họ ngay lập tức bị mất phương hướng. Tuổi Mão thường nỗ lực trong công việc để khẳng định chính mình. Những người này thường coi công việc là động lực mạnh mẽ để vươn lên những tầm cao trong cuộc sống. Bên cạnh đó, họ còn là người biết tiết kiệm và hiếm khi rơi vào cuộc sống nghèo khó. Với tính cách tuổi Mão luôn cố gắng hoàn thiện bản thân và không ngừng phấn đấu trong công việc, nên họ thường có những bước tiến xa trên con đường công danh. Trong vai trò là cấp trên, người tuổi Mão sẽ là những nhà quản lý xuất sắc và thu phục được lòng người. Họ sẽ là những cấp trên thú vị và đáng yêu, luôn cổ vũ, khuyến khích nhân viên của mình làm việc chứ không ra lệnh và bắt họ phải làm. Họ luôn tự hào với phong độ của mình và lúc nào cũng cố gắng để tỏ ra lịch sự, lễ độ, điềm đạm trong giao tiếp. Nếu chỉ là những nhân viên làm thuê, họ sẽ là những nhân viên xuất sắc và có tư tưởng cầu tiến. Họ sẽ biết cách chờ đợi cơ hội để được thăng tiến chứ không cam chịu như vậy mãi mãi. Những người này luôn cố gắng hết sức để vươn lên những vị trí cao hơn. Người tuổi Mão biết rất rõ về nhược điểm của mình, họ cũng luôn thấy hứng thú với chính mình. Họ sẽ phát hiện ra rằng sự nghiệp chính là động lực thúc đẩy mình tiến lên và cũng sẽ phản ánh bản tính của họ. Họ hiểu mình muốn gì và luôn cố gắng để tìm hiểu nhu cầu của những người xung quanh. Tuy không phải là những người keo kiệt,
nhưng họ thường tính toán rất cẩn thận với từng đồng tiền mình bỏ ra. Tư chất của họ rất phù hợp để trở thành những nhà quản lý giỏi. Người tuổi Mão đều có vẻ ngoài khá lạnh lùng, trầm tĩnh và không dễ dàng bộc lộ tình cảm của mình, nhưng là người rất thực tế. Họ cũng sẽ bị thu hút bởi những người thực tế, thích những điều thật sự hiện hữu tồn tại trong cuộc sống. Họ không thích kết thân với người chỉ có bề ngoài đẹp đẽ mà bên trong lại rỗng tuếch. Họ cũng có thể kết thân với những người khác thường, thích có tình yêu với một người nước ngoài. Vì thế, họ thường bị mê mẩn bởi khí chất và phong cách khác người của những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Họ cũng biết rõ nhược điểm dễ xúc động của mình, thích một cuộc sống nhiều màu sắc và vui nhộn, ghét sự nhàm chán, vô vị. Đàn ông tuổi Mão rất biết nắm bắt cơ hội và cũng luôn trân trọng những gì người yêu của mình đã làm được, đồng thời sẽ cố gắng tìm thời cơ để báo đáp. Nếu có nhiều hơn một sự lựa chọn thì họ cũng luôn đưa ra những quyết định thông minh nhất một cách quyết đoán. Tử vi 12 con giáp nhận thấy, ẩn sau vẻ bề ngoài yếu đuối, mỏng manh là một nội tâm mạnh mẽ, kiên cường tuyệt vời của những người tuổi Mão. Với bản lĩnh quyết đoán của mình, chưa thành công thì con giáp này sẽ không bỏ cuộc. Có thể nửa đầu năm, người tuổi Mão gặp không ít khó khăn trên con đường công danh, sự nghiệp, nhưng từ sau rằm tháng 8 đến hết năm chính là lúc họ chứng tỏ được sức mạnh tiềm ẩn của mình. Bản lĩnh của người tuổi Mão khi xảy ra chuyện xứng đáng là tấm gương để học hỏi, càng khó khăn, bản mệnh lại càng điềm tĩnh để giải quyết các vấn đề. Sự lý trí đã giúp họ bình tĩnh để đưa ra các giải pháp tối ưu, có đủ bản lĩnh để vượt qua mọi sóng gió. Từ tháng 8 trở đi, đặc biệt là đúng rằm tháng 8 âm, người tuổi Mão sẽ được đền bù lại khoảng thời gian đen đủi trước đây, bản mệnh sẽ luôn may mắn hơn người. Bứt phá ngoạn mục, mọi chuyện đến êm xuôi, dễ dàng đến bất ngờ, dẫu có khó khăn cũng luôn được quý nhân giang tay chào đón và giúp đỡ. Nhờ thế, chuyện tiền nong từ giờ đến cuối năm vô cùng thoải mái, dư giả, nợ nần nếu có cũng trả hết, thậm chí còn tích lũy được một khoản tiền lớn cho tương lai. Sau đây là vận trình chi tiết của những tuổi Mão may mắn nhất và cẩm nang dượng vận đúng rằm tháng 8 âm. 1. Tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Nhờ phúc phần của sao tử vi đem đến, nên Ất Mão không gặp quá nhiều khó khăn trong công việc tháng mới, ngược lại còn hay được những người xa lạ giúp đỡ vào lúc nguy nan. Nhân viên văn phòng nên nghiêm túc trong công việc, đồng thời làm tốt công tác quản lý thời gian làm việc và hạn chế ăn nhậu để giảm bớt những cuộc vui chơi không cần thiết, tập trung cho nhiệm vụ hiện tại. Tuy nhiên, thương quan cảnh báo những bạn phải công tác xa hoặc xuất ngoại trong tháng này nên cẩn thận trong khâu chuẩn bị giấy tờ, tư trang hành lý, còn những vấn đề khác thì không cần phải lo, vì bạn sẽ chuẩn bị rất tốt và có quý nhân tương trợ. Khả năng cao bạn sẽ tiếp xúc với nội dung công việc hoàn toàn mới đúng rằm tháng 8 âm này, nên cần nâng cao khả năng thích ứng của bản thân. Qua được giai đoạn khó khăn thì bạn sẽ liên tục hái về thành tích trước sự ghen tị của tiểu nhân. Những bạn làm ăn buôn bán, lao động chân tay được ơn trên phù hộ độ trì, tránh được tai nạn lao động, có khách đều ủng hộ, nguồn hàng bán ra đạt doanh số tốt hơn tháng trước. Cuối tháng 8, đường học hành khá tốt, Ất Mão có thể lựa chọn ngày đẹp để thi lấy chứng chỉ nghề hoặc tham gia các kỳ thi quan trọng trong đời. Chỉ cần bạn dành thời gian, nhất định sẽ đạt điểm cao. Với người làm ăn kinh doanh, sau rằm tháng 8 là thời điểm thích hợp để bạn mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh của mình. Bạn là người có chữ tín nên luôn nhận được sự ủng hộ của khách hàng khiến tiền đổ về đầy túi. Kim sinh thủy, phương diện tình cảm của bản mệnh cũng có những dấu hiệu khởi sắc khó có thể bỏ qua. Bạn đã có những suy nghĩ cởi mở hơn về tình yêu, chính vì vậy mà bạn tự tin thể hiện bản thân và khiến nhiều người chú ý. Quý nhân, Thìn, Hợi. Tiểu nhân, Dậu, Tý. Màu sắc may mắn, vàng, xanh dương. Con số khai vận 68, 39, 10. 2. Tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Tuổi Quý Mão có quyền được mong chờ và hy vọng tháng 8 âm này có sự khởi sắc, bởi sự xuất hiện của lục hợp cục đem lại cho bản mệnh không ít may mắn, đặc biệt là về công việc và các mối quan hệ. Quý Mão sẽ bước lên một tầm cao mới, tài lộc tăng tiến vượt bậc, phú quý ập đến trước cửa nhà, đạt được thành tựu đáng tự hào. Thêm vào đó, tài lộc vô cùng vượng, may mắn tốt lành, tính chủ nhất định sẽ có một cuộc sống phong phú và nhiều màu sắc. Đúng rằm tháng 8 âm, hạnh phúc mới lặng lẽ đến. Nếu tìm được mục tiêu và chí hướng của mình thì quý nhân sẽ giúp đỡ và sự nghiệp của mệnh chủ sẽ suôn sẻ trong cả tháng 8 âm.
Sự chăm chỉ và thái độ chủ động sẽ giúp người tuổi Quý Mão có được nhiều cơ hội và phần thưởng hơn ở nơi làm việc, đồng thời cũng giúp họ cải thiện vận trình tài lộc trong tháng 8 năm 2024. Thông qua việc không ngừng phát triển và cải thiện bản thân, đương sự có thể tạo ra một cuộc sống tốt hơn và có thêm thành công trong tương lai. Dựa vào bản thân chính là chỗ dựa vững chắc nhất. Tuy nhiên, ảnh hưởng của nguyệt lệnh Lâm Tử tác động tới sức khỏe của bản mệnh không hề nhỏ, vì thế nên phải cẩn thận kẻo gặp tai nạn hoặc bệnh tình trở nặng do sự chủ quan của bản thân. Quý nhân: Tuất, Dần. Tiểu nhân: Tý, Ngọ. Màu sắc may mắn: xanh lá cây, 8. Con số khai vận: 54, 17, 9. 3. Tuổi Đinh Mão sinh năm 1987. Tử vi tuổi Đinh Mão âm lịch cho thấy việc buôn bán đem lại không ít tiền bạc cho bản mệnh đúng rằm tháng 8 âm này. Bên cạnh đó, nhiều người cũng thu về không ít lợi nhuận từ việc hợp tác với đối tác mới. Những khoản tiền bạn bỏ ra để đầu tư cho việc học tập của con cái hay đầu tư cho kiến thức của bản thân cũng có kết quả tích cực. Bạn đang đi đúng hướng, xin đừng nghe người ngoài góp ý linh tinh kẻo loạn tâm. Bạn cũng phải chăm chỉ học tập và học hỏi kinh nghiệm từ những đồng nghiệp xung quanh mình, như vậy mới có thể thúc đẩy sự nghiệp của mình phát triển ngày một tốt hơn. Làm tốt thì mới có cơ hội được thưởng nóng. Đồng thời, bạn nên đi du lịch hoặc đi bộ nhiều hơn trong tháng này. Điều này cũng sẽ giúp cải thiện tài vận cá nhân của bạn. Nhiều bạn không tin, nhưng việc chi tiêu xởi lởi hay giúp đỡ người khác cũng đem lại sự may mắn trong việc kiếm tiền cho bạn. Quý nhân: Mùi, Tuất. Tiểu nhân: Thìn, Ngọ. Màu sắc may mắn: tím, xanh nước biển. Con số khai vận: 90,4732. Vị trí số 4. Xin chúc mừng con giáp tuổi Sửu. Tuổi Sửu là những người tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết và nhiều đam mê. Họ có cái đầu lạnh khi xử lý vấn đề, nhưng có trái tim nóng khi đối xử với mọi người. Những người này trung thực, hào phóng. Ngoài ra, sự thân thiện của họ còn thu hút nhiều bạn bè xung quanh, và chính những người bạn này hỗ trợ cho người tuổi Sửu rất nhiều trong công việc. Họ có tham vọng gây sức ảnh hưởng tới người khác và tạo nên một đế chế hùng mạnh cho riêng mình. Những người thuộc cung này thường thích theo đuổi những mục tiêu lớn trong cuộc sống. Vì thế, cho dù họ không trở thành doanh nhân thì cũng vẫn có khả năng kiếm được rất nhiều tiền. Tuổi Sửu có tầm nhìn dài hạn, nhưng cũng rất nhạy cảm, thích mạo hiểm. Họ sẽ sử dụng những cách thức khác biệt để đạt được điều mình muốn. Tuy nhiên, ngay cả đối với những lý tưởng của mình, họ vẫn sẵn sàng thay đổi, chấp nhận rủi ro cuộc sống. Họ là những người giàu nghị lực và lao động không biết mệt mỏi, luôn phấn đấu hết mình cho sự nghiệp cũng như cho cuộc sống của gia đình mình. Hầu như những người tuổi Sửu đều thích cảm giác an toàn. Tuy nhiên, một lúc nào đó, họ cũng có thể chấp nhận sự mạo hiểm để sự nghiệp của mình được tiến triển tốt đẹp. Tính cách tuổi Sửu cho thấy họ luôn sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm để hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì thế, cho dù trình độ năng lực đến đâu, họ cũng đều có thể quản lý được khá nhiều người và công việc khác nhau. Trở thành người chủ hoặc nhà quản lý sẽ là công việc phù hợp nhất với tính cách của họ. Trên thực tế, họ rất có duyên khi ở trong một tập thể lớn. Rất ít người có thể trở nên xuất sắc và ưu tú giống như họ. Nếu không được chọn để trở thành lãnh đạo, họ sẽ chủ động nỗ lực đấu tranh cho ngôi vị đó. Nếu bất đắc dĩ chỉ được là một nhân viên làm thuê, thì họ cũng không bao giờ từ bỏ ý định bước lên vị trí lãnh đạo. Bên cạnh đó, những người tuổi Sửu này còn được trời phú cho khả năng làm quản lý. Cho dù trình độ, năng lực của họ không được cao siêu, nhưng ở bất cứ công việc nào, khả năng quản lý của họ là rất tốt. Hiệu quả công việc của họ tốt hơn những người bình thường gấp nhiều lần. Người tuổi Sửu thích hợp với vai trò là người chủ hoặc người quản lý. Họ thích hợp với môi trường làm việc tập thể chỗ đông người. Ở đó họ dễ trở thành những người lãnh đạo, quản lý xuất sắc mà ít người có thể đạt được thành công như họ. Với tính cách tuổi Sửu, chuyện tình cảm hoàn toàn được xác định rất nghiêm túc, rõ ràng. Yêu có nghĩa họ xác định sẽ kết hôn với người đó. Họ say mê và tự hào với tình cảm thiêng liêng này và thường dùng những từ ngữ có cánh để ca ngợi người yêu của mình. Muốn cho tất cả mọi người biết rằng người yêu của mình xinh đẹp, đáng yêu như thế nào. Đàn ông tuổi Sửu rất kiên trì trong chuyện tình cảm và không bao giờ lùi bước trước những khó khăn. Cho dù thất bại trong tình yêu thì họ cũng tiếp tục tin tưởng về một người xứng đáng dành cho mình. Họ cũng là những người rất tích cực, thích tham gia vào các hoạt động xã hội, không thích những người phụ nữ hướng nội hoặc trầm tĩnh quá.
Phụ nữ tuổi Sửu là những người rất mạnh dạn, luôn chủ động trong mọi việc chứ không có thói quen chờ đợi người khác. Tuy nhiên, vào những lúc cần thiết, họ lại dịu dàng, ngoan hiền. Chính đặc điểm tính cách này đã giúp họ thu hút được sự chú ý của rất nhiều người khác giới. Theo tử vi 12 con giáp, mặc dù thông minh, nhanh nhẹn, những người tuổi Sửu cũng chịu nhiều sóng gió và thử thách từ dịp đầu năm. Gặp quà tiểu nhân rèm pha, gây khó khăn trong sự nghiệp và phải đợi đến nửa năm sau mới là giai đoạn thịnh vượng của họ. Top con giáp bước phá đúng rằm tháng 8 âm, gặp vận đỏ liên tiếp vào những tháng cuối năm không thể thiếu vắng cái tên tuổi Sửu. Bởi những cố gắng của bản mệnh thời gian qua đã thu được những trái ngọt xứng đáng. Từ đúng rằm tháng 8 âm lịch, những người tuổi Sửu có thể nói tạm biệt với những xui xẻo, rắc rối. Thần tài chiếu cố, thần may mắn gõ cửa, đem đến những chuyện tốt lành tới cho bản mệnh, được quý nhân phù trợ. Thượng đế chiếu cố, cộng với tài năng và bản lĩnh của mình, việc tuổi Sửu có thể bứt phá và xây dựng cho mình một sự nghiệp thành công rực rỡ không phải là điều quá khó. Đặc biệt, bản mệnh sẽ làm đâu trúng đó, hầu như việc gì cũng có kết quả tốt đẹp, thành công. Hãy cố gắng tận dụng cơ hội này để cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có, sung túc về cho bản thân nhé. Sau đây là vận trình chi tiết của những tuổi Sửu may mắn nhất và cẩm nang dượng vận đúng rằm tháng 8 âm. 1. Tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Xem tử vi tuổi Quý Sửu âm lịch, phương diện công việc của bạn đạt được những thành tựu nhất định. Nỗ lực sau một thời gian dài cũng có thể nhìn thấy trái ngọt, đủ để khiến bạn tự hào về chặng đường mình đã đi qua. Thời gian đầu tháng, có thể do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm đất mộ khiến cách xử lý vấn đề của con giáp này còn nhiều cứng nhắc, thiếu sự linh hoạt. Quá trình hợp tác với đồng nghiệp cũng không thật sự suôn sẻ, khi đôi khi bạn tin vào trực giác của bản thân một cách cố chấp, nhưng tình trạng này không kéo dài quá lâu. Tuy nhiên, đúng rằm tháng 8 âm, được cả thiên đức cát tinh và chính ấn chiếu mệnh, quý nhân sẽ xuất hiện kịp thời để chỉ điểm, quý Sửu nhận ra vấn đề của bản thân nằm ở đâu. Rất may bạn tiếp thu vấn đề rất nhanh và có sự điều chỉnh cụ thể, nên khắc phục được điểm yếu, lấy lại thế cân bằng và tạo ra những sự bứt phá hoàn toàn mới mẻ. Thậm chí, sau khi hiểu ra vấn đề, con giáp này lại càng biết cách để tận dụng kinh nghiệm từ chính bản thân, đưa ra nhiều sáng kiến hữu ích, cải thiện hiệu suất hiện tại. Ban đầu, có thể mọi việc tiến triển chậm hơn so với dự kiến, hoặc thậm chí bị người khác ngờ vực, khiến bạn không khỏi lo lắng. Nhưng bằng cách làm theo kế hoạch định sẵn và giữ vững lập trường mà tuổi Quý Sửu sẽ thu về thành công hơn cả mong đợi. Bên cạnh đó, đúng rằm tháng 8 âm cũng là khoảng thời gian tuổi Quý Sửu có nhiều cơ hội để chứng tỏ năng lực của mình với cấp trên, cũng như nâng cao vị thế của bản thân. Nếu có thể tận dụng tối đa lợi thế sẵn có, bản mệnh có thể xây dựng được bàn đạp vững chắc cho tương lai sau này. Việc hợp tác, ký kết với đối tác, khách hàng cũng tiến triển khá suôn sẻ đúng rằm tháng 8 âm. Nếu đôi bên đã thống nhất được mục tiêu và các phương án làm ăn thì nên nhanh chóng tiến hành, càng bắt đầu sớm thì tiền càng sớm đổ về. Thổ sinh kim, con giáp này cũng luôn nhận được sự bao dung và thấu hiểu đến từ nửa kia. Chính vì vậy mà bạn có động lực để đối diện với khó khăn và những điều chưa biết trước. Nhờ có người ấy mà sự nghiệp của bạn cũng phát triển nhanh chóng. Quý nhân, ý, ỷ. Tiểu nhân, Tuất, Ngọ. Màu sắc may mắn, đen, đỏ. Con số khai vận 73-29-01. 2. Tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Tử vi của 12 con giáp âm lịch dự báo, đường tài lộc của Ất Sửu khá bình ổn, không có biến động lớn, công việc tiến triển tốt cũng đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho tuổi này. Nguồn thu chính chủ yếu dựa vào chính tài, thứ tài vẫn cần phải dựa vào sự nhanh nhạy và khả năng tính toán của bạn mới có cải thiện. Vì thế, thay vì tìm việc tay trái để làm, bạn có thể tập trung tinh lực để phát triển công việc chính. Kinh doanh, buôn bán có lúc thăng trầm, lúc được lúc mất, tháng này bạn có thể đầu tư nhưng chỉ nên ở quy mô nhỏ. Cẩn thận đường đi nước bước, may mắn là được nhiều hơn mất, bỏ vốn đầu tư bao nhiêu tạm thời thu về thành quả tương xứng. Dù chỉ ở mức hòa vốn nhưng trong thời buổi nhiều khó khăn này như vậy cũng được coi là tạm ổn, tiếp tục có động lực để Ất Sửu phấn đấu nhiều hơn. Đặc biệt chú ý, tháng có nguyệt lệnh mộ ở Sửu, sẽ khó tránh một số trở lực nhất định trên con đường làm giàu. Bản mệnh chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để ứng phó, việc đã xảy ra cũng đừng mãi lấn cấn, dành thời gian tìm cách khắc phục hơn là than vãn.
May mắn là sau rằm, có thiên đức các tinh soi chiếu, bản mệnh nhanh chóng tìm ra hướng đi phù hợp, giữ đầu óc tỉnh táo không để phạm phải những sai lầm quá nghiêm trọng. Được các tinh trợ giận, người tuổi Ất Sửu xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa. Bạn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh nên công việc khó đến mấy cũng được hoàn thành sớm hơn dự kiến. Quý nhân, Mão, Hợi. Tiểu nhân, Dần, Thân. Màu sắc may mắn, vàng kim, trắng. Con số khai vận 43,28,91. 3. Tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Đúng rằm tháng 8 âm lịch đánh dấu những bước tiến ổn định và chắc chắn của người tuổi Tân Sửu. Bản mệnh nên nắm chắc cơ hội để thể hiện bản lĩnh hoặc giành lấy lợi thế sẵn có, xây dựng bàn đạp vững chắc cho tương lai sau này. Trong công việc, mặc dù nguyệt lệnh lâm mộ khiến cô bác có đôi chút cứng nhắc, đôi khi tin vào trực giác của bản thân một cách cố chấp, nhưng thiên đức các tinh sẽ đưa quý nhân tới để chỉ đường dẫn lối, giúp bản mệnh khắc phục điểm yếu của bản thân, lấy lại thế cân bằng và tạo ra những sự bứt phá hoàn toàn mới mẻ. Công việc tiến triển tốt cũng đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho tuổi này, chính tài dượng. Thứ tài vẫn cần phải dựa vào sự nhanh nhạy và khả năng tính toán của Tân Sửu mới có cải thiện. Tuy nhiên, chi phí phát sinh nhiều, chú ý tích lũy nhiều hơn. Tháng này, cô bác có thể đầu tư nhưng chỉ nên ở quy mô nhỏ, cẩn thận đường đi nước bước. Chuyện tình cảm gặp đôi chút khúc mắc, tâm tính bản mệnh có nhiều biến động do ảnh hưởng của nguyệt lệnh mộ ở Sửu. Tân Sửu có xu hướng đặt công việc lên trên tình cảm, đôi khi hành xử quá khô khan, cộc cằn, khiến chuyện tình cảm gặp trở ngại, nhân duyên giảm sút. Tình hình sức khỏe người tuổi này tương đối tốt, hầu như không bị bệnh tật gì nghiêm trọng, có thời gian nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, học cách giải tỏa căng thẳng, áp lực, như chia sẻ với gia đình, người thân, bạn bè, sẽ giúp tinh thần phấn chấn hơn. Quý nhân, Hợi, Ý. Tiểu nhân, Mùi, Tuất. Màu sắc may mắn, tám, nâu. Con số khai vận 55, 40, 19. Vị trí số 5. Xin chúc mừng con giáp tuổi Ngọ. Ngọ vốn là người tốt bụng, nên không lạ gì khi người tuổi Ngọ rất muốn được quan tâm, hỗ trợ những người không may mắn trong xã hội. Những người này rất biết cách thể hiện tình cảm với người khác, nhưng họ dễ bị hiểu nhầm rằng không có thành ý, vì khuôn mặt lạnh lùng, ít biểu cảm. Nhưng thực tế là người tuổi Ngọ rất vui khi được giúp đỡ ai đó, họ luôn ý thức được việc mình làm và cực kỳ cẩn thận. Tuy nhiên, đôi lúc họ lại trở nên khá tiêu cực với tính cách nóng nảy, sẵn sàng nặng lời với mọi người xung quanh. Họ bình tĩnh, lạnh lùng, nên cách họ xuất hiện tạo ấn tượng mạnh và thường được người khác ghi nhớ. Tính cách tốt của họ thu hút rất nhiều bạn bè, chỉ khi được gặp và tiếp xúc nhiều thì may ra mới hiểu được tính cách tuổi Ngọ. Trong công việc, họ luôn tràn đầy năng lượng và sức chịu đựng mạnh mẽ, thực hiện công việc gì không được như ý họ sẽ vẫn tiếp tục duy trì cho tới khi thành công mới thôi. Cuộc sống của họ thực sự sống động, những người này sẽ không bao giờ chịu ngồi yên mà không làm gì cả, vì như thế là lãng phí thời gian, vì vậy, dường như ai nhìn vào cũng thấy họ như đang hoạt động không ngừng vậy. Sự kiên trì và kỷ luật mâu thuẫn với tính cách dễ thay đổi và ưa tự do, phóng khoáng. Họ cũng không chạy theo thành tích một cách mù quáng, không biết đầu tư và cũng không biết cách tiết kiệm. Họ có khả năng sáng tạo, nhưng ước muốn lại rất đổi bình thường và chưa bao giờ mong muốn trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Điều mà họ theo đuổi chính là giá trị của công việc mà mình đang đảm nhận. Điều này kết hợp với khả năng giao tiếp tốt, giúp họ khẳng định mình trong các công việc có tính chất mang lại lợi ích cho cộng đồng. Họ không có hứng thú với tiền, nhưng họ biết rằng phải có rất nhiều tiền thì kế hoạch của mình mới được thực hiện. Nhìn chung, họ thường không có công việc ổn định mà chỉ cần kiếm được đủ tiền để có thể đi du lịch khắp mọi nơi đúng như mình mong muốn. Với tài giao tiếp tuyệt vời cùng ngoại hình ưa nhìn và khả năng tổ chức tốt, người tuổi Ngọ rất phù hợp để theo đuổi ngành du lịch. Nếu tính cách nổi trội, người này sẽ thích hợp với các công việc mang tính ổn định như nhân viên văn phòng, công chức nhà nước. Tuy nhiên, năng lực và tham vọng sẽ giúp họ vươn xa hơn trên con đường sự nghiệp. Tuy nhiên, không ít người do bản tính ham thích bay nhảy của ngựa mà trở nên ham vui, đôi khi thẳng thắn và dễ tin người, sự nghiệp của họ vì thế sẽ bị ảnh hưởng xấu. Vì vậy, hoạt động đầu tư kinh doanh có thể sẽ không phù hợp với người tuổi Ngọ. Nếu là người chủ, họ sẽ rất công bằng, chính trực và tận tụy với công việc, tuy đôi khi hơi trái tính,
nhưng nhìn chung họ là những người khá thú vị và có năng lực. Nếu là nhân viên làm thuê, những lúc mệt mỏi chỉ cần ông chủ đồng ý để họ được thư giãn, nghỉ ngơi từ 3, 4 ngày thì chắc chắn họ sẽ đạt được những thành tích rất tốt trong công việc. Những người này rất khảng khái, rộng lượng, dễ chìm đắm trong tình yêu. Với tính cách tuổi Ngọ, người khác cũng rất dễ yêu thương họ. Họ luôn có rất nhiều người khác giới ngưỡng mộ dây quanh, chủ yếu là vì tính trung thành, chung thủy của họ. Họ cũng là những người tương đối nghiêm túc. Nếu một người nào đó có thể khiến họ cảm thấy vui vẻ, thoải mái thì họ sẽ có cảm tình, có ấn tượng tốt đẹp về người đó ngay lập tức. Phụ nữ tuổi Ngọ thường khá lạnh lùng, bình tĩnh trước mọi người, khả năng phân tích vấn đề tốt. Nếu gặp rắc rối trong chuyện tình cảm, họ cũng sẽ bình tĩnh giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, họ cũng thường hay rơi vào những chuyện tình tay ba và có những mối quan hệ nhập nhằng, không rõ ràng. Đàn ông tuổi Ngọ thường không thẳng tính, thích những chuyện vòng vo nên cũng dễ rơi vào những mối quan hệ tay ba tương đối phức tạp. Lời tiên tri mới nhất của giới huyền học phương Đông cho hay, những người tuổi Ngọ đa phần đều rất thông minh, nhiệt huyết và luôn sống hết mình với đam mê. Với sự chăm chỉ, năng suất làm việc cao, bản mệnh dễ đạt được sự thành công trong sự nghiệp. Vì thế, những người tuổi Ngọ luôn được xếp trong top những con giáp có sự nghiệp viên mãn, thăng tiến ầm ầm trong suốt những tháng vừa qua và cho đến thời điểm hiện tại, vận may vẫn luôn mỉm cười với con giáp này. Xem tử vi, nếu chọn ra một trong những con giáp may mắn nhất đúng rằm tháng 8 âm thì không thể không nhắc đến tuổi Ngọ. Nếu không muốn nói họ chính là con giáp đứng đầu, công danh sự nghiệp không những suôn sẻ, thuận lợi, chuyện tình duyên viên mãn, mà tiền bạc với họ cũng vô cùng dư dả. Bật mí tốt con giáp bứt phá đúng rằm tháng 8 âm lịch, mọi mặt trong đời sống của tuổi Ngọ sẽ đều thuận lợi, từ chuyện sức khỏe đến công việc và tình cảm. Nếu biết nắm bắt cơ hội, tuổi Ngọ có thể trở thành một trong số những con giáp giàu nhất vào dịp cuối năm, giác cạn túi thần tài, tiền nhiều vô biên, vô kể. Sau đây là vận trình chi tiết của những tuổi Ngọ may mắn nhất và cẩm nang dượng vận đúng rằm tháng 8 âm. 1. Tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Tử vi tuổi Bính Ngọ nói rằng, đúng rằm tháng 8 âm, bản mệnh sẽ thăng hoa, có cơ hội thuận lợi cho việc kiểm tra, đánh giá, xin việc và nhận được sự quan tâm của quý nhân khi tìm việc mới hoặc khai trương cửa hàng, mở rộng thị trường buôn bán. Bất kể là làm công việc gì, người tuổi Bính Ngọ đều có thể suy nghĩ tích cực và có động lực làm ăn. Mọi vấn đề chưa giải quyết trước đó đều có thể được giải quyết đúng rằm tháng 8 âm này. Ảnh hưởng của tam hội thực sự là ánh sáng cứu vớt công việc của bản mệnh. Tuy nhiên, cần lưu ý đối với người lãnh đạo hay sếp lớn, dù giỏi giang đến mấy trong việc nhìn người thì cũng phải thận trọng hơn trong quá trình tuyển dụng nhân sự mới, ký hợp đồng mới hoặc giao việc cho nhân viên, coi chừng bị gài bẫy. Đồng thời, tâm trạng trong thời gian này sẽ hơi sa sút, nên cô bác phải điều chỉnh tâm lý, đừng tạo quá nhiều áp lực cho bản thân. Khoảng thời gian cuối tháng khá bận rộn và lắm việc cần xử lý. Nếu nhẹ dạ cả tin, quá hiếu kỳ thì sẽ gặp cản trở cực lớn. Nếu công việc kinh doanh nào đó trì trệ trong thời gian dài, người tuổi Bính Ngọ phải học cách thay đổi suy nghĩ và xử lý linh hoạt, để tìm ra bước đột phá và hạn chế nghe lời góp ý của người khác, bởi không mấy ai thực sự muốn cô bác thành công cả. Thực thần chỉ đường dẫn lối, con đường làm giàu của người tuổi Bính Ngọ trở nên hanh thông, thuận lợi hơn hẳn. Bản mệnh biết mình cần phải làm gì để kiếm tiền về đầy túi. Bạn rất rõ ràng làm thế nào để thu hút thêm lượng khách hàng, đối tác mới. Người làm công ăn lương chăm chỉ với các công việc tay trái cũng sẽ nhận được khoản thù lao hậu hĩnh đúng rằm tháng 8 âm. Công sức bạn bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng. Đây là động lực để bạn tiếp tục cố gắng mỗi ngày. Xem ngày tốt xấu theo trực. Rằm tháng 8 âm trực mãn là ngày thích hợp để cầu tài, cầu phúc, ế tự. Vì vậy bản mệnh cần sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp. Có như vậy thì mọi việc mới tiến hành thuận lợi. Quý nhân, thìn, dậu. Tiểu nhân, dần, hợi. Màu sắc may mắn, hồng, xanh lam. Con số khai vận 86, 53, 47. 2. Tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Tháng này khó cầu công danh, thi cử, nên đừng tốn công vô ích đổ tiền vào những việc này. Thay vào đó, hãy đầu tư kiến thức và tập nhẫn nại với những vấn đề liên quan đến tiền bạc do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm thai. May mắn là đúng rằm tháng 8 âm có chính tài xuất hiện,
đem đến nhiều lộc lá làm ăn cho hội những người đang muốn kinh doanh hoặc tập trung cho sự nghiệp hiện tại. Không cần phải sợ ai hết, hãy mạnh dạn đi theo con đường bản thân đã chọn, làm ăn có tâm thì trời sẽ không phục. Mặc dù nhiều người tức tối trước sự thành công của bạn, nhưng chẳng làm được gì. Cơ bản là do những người đó không có đủ trình độ và năng lực để cướp công và hạ bệ bạn. Ai có phước người ấy hưởng, cứ ung dung mà kiếm tiền, đừng lo lắng về tiểu nhân. Thực tế, vận may của họ trong tháng này cũng không đến nỗi tệ. Chỉ cần tích cực và lạc quan hơn là có thể đạt được kết quả tốt hơn mong đợi. Đặc biệt là những bạn đang cày quất cật lực trong thời gian qua. Đúng rằm tháng 8 âm, người tuổi Mậu Ngọ thích hợp với việc xuất ngoại, đi du lịch bên ngoài. Điều này có thể giúp sự nghiệp và tài vận phát triển tốt hơn. Đồng thời, họ cũng có thể mua thêm các sản phẩm đầu tư và quản lý tài sản như mua vàng, cổ phiếu. Nó có thể giúp bạn kiếm được nhiều tiền. Thiên ấn chiếu mệnh, người tuổi Mậu Ngọ có thể nhận được lời tuyên dương, khen ngợi của lãnh đạo. Công sức bạn đóng góp từ trước tới nay cho tập thể được đánh giá cao, thậm chí bản mệnh có cơ hội được thăng chức, tăng lương. Người làm lãnh đạo cũng ngày càng khẳng định được vị thế của mình. Bạn đưa ra được những quyết sách đúng đắn, giúp tập thể không ngừng tiến về phía trước. Bạn cũng giúp nhân viên phát huy được các thế mạnh của mình. Phương diện tình cảm nhìn chung không có nhiều biến động. Người đã có đôi có cặp nên tìm thời điểm thích hợp để hâm nóng tình cảm của mình. Nếu quá bận rộn thì hai người chỉ cần dành thời gian để trò chuyện với nhau mỗi ngày là đủ. Quý nhân, Sửu, Dần. Tiểu nhân, Tỵ, Mão. Màu sắc may mắn, nâu, vàng. Con số khai vận 28, 19, 88. 3. Tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990. Nguyệt lệnh lâm thai cho thấy đúng rằm tháng 8 âm, Canh Ngọ có nhiều sự chuyển biến đáng kể. Canh Ngọ là người trẻ nên ngày càng có nhiều bước tiến mới. Canh Ngọ may mắn có tam hợp cục chiếu cố, nên đường tiền bạc, công danh có nhiều bước tiến mới. Nói vận trình của Canh Ngọ đạt được nhiều may mắn mà tuổi khác khó sánh bằng. Tiền bạc vào túi dồi dào, không phải lo lắng về của cải. Tiền bạc trong tháng này vì cứ hết lại kiếm được tiền. Người càng sởi lởi, dũng cảm thì cơ hội gặt hái tiền bạc trong tháng mới càng cao. Đúng rằm tháng 8 âm này sẽ có cơ hội tình cảm tốt. Dễ tạo cơ hội cho mình nhờ mối quan hệ với người lớn tuổi hoặc làm cầu nối giúp bạn bè có người yêu. Bạn cũng dễ gặp được người khác giới hợp với mình. Quý nhân, Tỵ, Dậu. Tiểu nhân, Dần, Thìn. Màu sắc may mắn, trắng, hồng. Con số khai vận 34, 52, 61. Dần, cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.